Dạ Vũ, xin chào bà con cô bác trên YouTube. Hôm nay em cập nhật được cái bô quanh pha lóc trắng bà con ha. Bô quanh pha lóc trắng, bô quanh pha lóc đen. Bô 199, bô 12.000 với bô ghim 125. Lên cái clip này bô không cho bà con coi ha. Bô alpha lóc trắng á, với alpha lóc đen á, thì bô và cái dĩ bô không có hai con ốc nha, cái đầu của hãng Việt Nam mình chứ không phải đầu Thái nha. Thì 900.000 cây bà con ha, đó dễ xài. Đây bô alpha lóc trắng đây, cái bô alpha lóc trắng này nặng 3,7 kg nha bà con. Có cái miếng dĩ này là kèm theo ha, miếng dĩ bô á, nhưng mà nó không có hai con ốc nha. Nữa mình về mình mua, bà con chịu khó mua hai con ốc giùm em. Bỏ miếng dĩ ra đây. Đây cái bô 3,7 kg ha, UC alpha lóc trắng cổ xiên nha bà con ha. Bán em bao đúng đầu hãng 100% cho bà con, là không đúng một định mực luôn á. Thị trường bây giờ nhiều cái đồ hàng giả hàng nhái rất là nhiều luôn. Ở đây bán bao đúng đầu hãng 100%, bù nhái, bù tùm lum nhái nhiều lắm. Rồi để em quay chi tiết cho bà con có coi ha. Phần bên trong là nửa cây bên trong người ta sơn, và nửa cây bên ngoài là xi. Cổ là xi luôn. Cổ VNC rất là sắc sảo nè ha. Sơn hàng rất là sắc sảo. Thị trường nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ mua chúng cây bô mà chúng cái cổ là cái cổ lô chứ không phải đầu hãng. Người ta vẫn là luộc cái cổ bô để người ta hàng vô nên ta bán cho mình luôn á. Đây Honda Gucci 100. Rồi cây này 900 các bác ha, cây này giờ cái dĩ bô là 900.000 đó. Tiếp theo là cái bô alpha lóc đen. Hình như là dư cái miếng dĩ này ha. Đây là bô mới của anh pha lóc đen, bô nhỏ nha các bác ha. Đó, bô nhỏ. Trong sơn, ngoài xi. Honda. Cũng cái cây bô với cái miếng ấy nè, cái miếng cổ bô nè. Cây này thì nó có chỉ là 3,250 kg à. Đó, không được 3,250 kg nữa, 2 gem mà. Rồi, cây bên này với một cái miếng dĩ bô của hắn nó luôn là 900.000 các bác ha, chưa có tiền ship nha. Các bác mua phải tự trả tiền ship nha. Đây em bán không có bao ship. Rồi tiếp theo là bô của ghim 125. Cây này là cây tháo xe ra các bác ha, hiện tại em có 4 cây. Tháo xe ra cây nào cũng đẹp can gì hết. Đây là cổ xi luôn.
hàng gin cổ thay xe là cổ xe nha ha. Cái này nặng à, cái này tới 4 kg mấy nè. Cái này tới 4 kg 3. 4 kg 3 ha, bô ghim 125, tháo trong xe ra đó. Có 4 cây tháo xe, cây 2.4 triệu nè các bác à. Đây chữ rim nữa ha, mới ốc nổi, nước xi ốc nổi ha, NF125 2543 bộ game 125 là 2543 không nhầm con ha, bút lông hãng vẹt vẫn còn luôn nè, gơi nó mới đây nè. Rồi cái này 2.4 triệu nha bà con nha, rất là mới, không chạy xước gì chăng. Cái bô có chốc nước sơn miếng nè. Rồi rất là khen, bộ game 125 đời 2022 thì có giá là 2.4 triệu á, chưa có tiền ship nha bà con ha. Đây nè, 22 đây nè ha. Rồi cái phần bô cho qua. Tiếp theo là tới phần bô 100M. Bô mới qua 100M thì nó có đóng đóng bịch, đóng gói cho gì nè. Cái này là bô đời 2000. Keo không à. Mới thì cũng chín keo nữa ha. Bô đời 2000 đích sơn đen. NF125. Ở lộn là NF100M 2543. TS. Rồi thái nước xi rất là dữ ha. Nó không có cái miếng trắng đây này nha bà con ha. Không có cái miếng trắng bu lửa nha. Nó gành 2 cây 100M là không có à. Cây đích đen giá 1.4 triệu. Còn một cây đích xi thì 1.3 triệu. Đó nè, mới vậy nè ha. Rồi hàng mới chưa qua sử dụng. Cây đít đen này nó cân ký là 3.7 kg. Đó, 3.7 kg 20 nghe các bác ha. Rồi cây bô đít sơn này cho qua. Bô 2543 nè con ha. Giá 1.4 triệu. Bô này hôm nay sụp á. Còn bà con cô bác mà hỏi mua cái bô mà bô đít gì bô 1985 tháo trong xe ra là em không bao giờ có hàng ha. Tại mấy cái này đồ cổ đâu có hàng đâu. Này mà tím đồ trong xe thì em không có đâu. Giờ cây này là cây đít xi có 99 nè, hồi nãy cây 2000. Đít xi. Ha, đít xi này nó cân nặng hơn cây kia ha. Nó tới gần 3.9 kg nha bà con ha. Gần 3.9 kg luôn á. Cô đích xi, cổ xi. Nhưng mà nó không có miếng trắng dĩ trắng bô lửa nha. Bô mới là nó vậy thôi. Đây. Đây. Đó. Hết sức là êm, hết sức là đẹp luôn. À. Mà 2543 này F100M. Chiếu sáng ha. Cái đất đời đóng 22 trong đó nghe các bác ha. Rồi cái này chưa qua nghe các bác ha. Dạ tất cả các món ở đây em bán thì không có bao ship nha bà con ha. Bà con bé mua là em sẽ sẵn sàng ship code cho bà con luôn. Chiều máy này vẫn ship code luôn, quan trọng là bà con có bắt mình uy tín thôi thôi. Rồi em ship hàng thôi, không có trở ngại vấn đề đặt cọc và kia chứ.
uy tín là em cũng không cần đặt cọc nữa. Vậy đi nha bà con cô bác ha, thì sáng em làm sớm cái clip này thì bà con cô bác nào mua được thì hú em mua về mình dọn xe chơi. Ở đây bạn bộ pha lốp trắng lốp đen bán đâu đó bao đúng đồ hãng 100%, bô quay 110 giờ 99.000. Thì lúc nãy có cái tem là lọt ra nè, cái này là bô đời 2000 nè ha, có tem túi cho bà con kiểm tra đâu đời 2000 nè, bô 99 nè, cáp là 850 nè ha, bao đúng đồ thái 100% cho bà con sử dụng. Ở đây bán bao hàng giả cho nè. Rồi gì đi nha bà con ha, em còn nhiều việc lắm, em kết thúc clip này sớm, em còn gói hàng nữa, nói chung là còn quay phim nữa, một ngày quay 4 clip á. Rồi cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian theo dõi clip của Vũ nha, xin chào và hẹn gặp lại.